xếp hạng 10 Otsutsuki từ yếu nhất đến mạnh nhất. Dũng sĩ diệt thần Clan Otsutsuki được gọi với danh xưng mỹ miều thần tộc, cơ mà đến hiện tại chẳng còn một tên tộc nhân ngoài hành tinh nào còn sống sót, ngoại trừ Kaguya và Toneri vẫn đang bị phong ấn. Thần kiểu gì toàn bị phàm nhân làm thịt. Thậm chí một thằng nhóc như Boruto cũng đủ sức diệt thần. Thế mới thấy sức mạnh của nhân vật được đặt làm tên bộ truyện bá đạo cỡ nào. Tổng kết có tới tận 10 người thuộc Otsutsuki từng xuất hiện. Con cháu của Hamura trên mặt trăng thì thôi bỏ qua anh em nhé, duy nhất Toneri là nổi bật thôi. Đáp ứng yêu cầu của rất nhiều anh em ở video trước, cùng mình xếp hạng sức mạnh 10 tộc nhân Otsutsuki từ yếu nhất đến mạnh nhất. Get go thôi! Toneri. Mở hàng cho top 9 hôm nay, trai đẹp Toneri xứng đáng có một vị trí cao hơn nếu anh có được nhiều đất diễn hơn. Toneri chỉ thật sự mạnh nếu cấy được mắt Byakugan tinh khiết và thức tỉnh đôi mắt Tenseigan. Còn không, anh cũng chỉ là một Otsutsuki hạng bét so với các nhân vật trong video này. Toneri thậm chí dính phải lời nguyền từ khi sinh ra đã mù cả hai mắt. Anh bị thao túng phải diệt trừ hậu duệ của Hagoromo để tái thiết lại trái đất. Thiên sinh nhãn với sức mạnh vô biên được so sánh với Rinnegan từng khiến cho địa cầu đứng trước thảm họa diệt vong. Tuy nhiên, Toneri không thể làm chủ hoàn toàn sức mạnh của đôi mắt này. Trong movie The Last, năng lượng hấp thụ từ mặt trời quá lớn dẫn đến việc anh bị quá tải, sau đó bị na ngáo ở dạng hiền nhân vĩ thú hình và cho không trượt phát nào. Toneri vẫn sống sót đến đời Boruto. Anh muốn bản thân có thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra nhưng lại lực bất tòng tâm. Chưa kịp làm gì đã bị Urashiki phong ấn 10.000 năm. Anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của Boruto, tiên đoán về sức mạnh cứu rỗi thế giới từ con mắt Jogan. Độc giả kỳ vọng trai đẹp nhà Otsutsuki có cơ hội xuất hiện chính thức trong manga. Cụ thể sẽ là người giúp Bozo giải thoát phong ấn cho Naruto. Tất nhiên anh phải tự thoát khỏi thuật của Urashiki cái đã. Kinshiki. Tên này thuộc hạ thân tín của Momoshiki, tuyên bố tuyệt đối trung thành. Hắn được ví như con trâu cày ruộng bên cạnh đô đốc Momo. Mặc dù vậy, không thể xem thường sức mạnh của Kinshiki. Một mình hắn đủ khả năng đẩy lui Sasuke trong lần chạm mặt đầu tiên, buộc anh sặc phải dùng năng lực Rinnegan dịch chuyển không gian. Không sở hữu quyền năng như Momoshiki, được cái thể chất của Kinshiki thuộc diện top đầu, hắn mạnh đến nỗi có thể đánh văng Sasuke đi xa. Khi kết hợp với Momoshiki sẽ buff cho chủ nhân khả năng chịu đòn và hồi phục thần tốc. Kinshiki sẵn sàng hy sinh bản thân để phục vụ cho mục đích của gia tộc. Khác với Ishiki và Kaguya trước đây, Kinshiki tự nguyện trở thành vật tế thần nếu họ tìm ra được thần thụ và trồng nó xuống địa cầu một lần nữa. Ở đại chiến hai huyền thoại Naruto Sasuke, hắn chấp nhận xả thân để cho Momoshiki ăn mình, giúp tên đô đốc tiến hóa trạng thái mạnh nhất cà phê 2 trong 1. Kể từ đó, cái tên Kinshiki cũng biến mất khỏi gia phả Otsutsuki danh giá. Urashiki. Đây là một nhân vật không xuất hiện trong manga nhưng được Kaguya nhắc đến một lần ở đại chiến ninja lần 4. Cũng giống với Toneri, Urashiki chỉ góp mặt trên anime, tạo thêm phần hấp dẫn cho cốt truyện. Vai diễn của hắn khá là thành công, để lại ấn tượng cho độc giả. Chính gã này đã phong ấn Toneri, khiến anh hóa đá trong thời gian 10.000 năm. Chưa rõ khi mà Urashiki bị tiêu diệt, liệu rằng phong ấn thuật của hắn có bị gỡ bỏ hay không. Sử dụng một loại vũ khí đặc biệt như chiếc mồi câu. Hắn là siêu trộm chuyên ăn cắp chakra từ người khác để buff sức mạnh cho mình. Phần Otsutsuki tấn công làng lá có đóng góp khá nhiều từ Urashiki. Tuy không tham gia trực tiếp, được cái quấy rối khiến ngũ đại Kage bị phân tâm rất nhiều. Cần thủ đóng vai trò như một kẻ liên lạc giữa các hành tinh mà Otsutsuki từng đặt chân đến. Hắn không quá mạnh nhưng là một kẻ vô cùng thông minh xảo trá, toàn chơi đồ công nghệ vượt xa thời đại để ao trình thế giới nhẫn giả. Urashiki cũng có một phần filler riêng được đánh giá khá hay. Nhờ con rùa mà hắn kéo theo Boruto Sasuke quay về quá khứ gần 30 năm trước, giúp thằng Main thấu hiểu hơn tuổi thơ của ông già Naruto. Indra Asura. Anh em con trai lục đạo thật sự rất mạnh so với mặt bằng chung nhẫn giả. Nhưng nếu xét về vai vế trong dòng tộc Otsutsuki, họ đã là đời F2 bị lai nhân loại khá nhiều rồi. Indra và Asura vẫn mang trong người phần nào mã gen tộc ngoài hành tinh. Cơ mà vì là con lai, họ trông giống con người hơn cả Hagoromo và Hamura. Asura không mạnh hơn Indra, các bạn nên nhớ là như vậy. Anh ấy đánh bại người anh cả nhờ vào sức mạnh của sự đoàn kết. Không có chakra từ mọi người thì còn lâu Indra mới bị hạ gục. Do đó, cùng lắm họ chỉ xem nhau Indra vẫn nhỉnh hơn.
phải cho đến khi Asura nhận được sức mạnh tiên lực từ cha mình và đạt được trạng thái lục đạo hiền nhân cảnh giới thì mới đủ sức xếp ngang hàng hoặc là mạnh hơn một chút so với anh trai Mangekyou Sharingan Susanoo toàn chân thể. Họ đã khai sinh ra đại gia tộc hùng mạnh nhất nhẫn giới là Uchiha và Senju, được xem là tổ tiên khởi nguồn cho các lần chuyển kiếp lai sinh hận thù mãi gần 1.000 năm sau. Momoshiki. Đấy rồi, tên Osotsuki còn sống nhưng dưới dạng ký sinh vào cơ thể Bowser. Chỉ khi nào chiếm được thân xác thì Momoshiki mới mong tái sinh toàn vẹn cơ thể. Momo ở một vị thế khác biệt so với những Osotsuki từng đến trái đất trước đây. Hắn tự gọi mình là giai cấp quý tộc, cấp bậc cao hơn nhiều so với Kaguya thường dân. Momoshiki cơ bản đã rất mạnh, trong khi Kaguya cần tới trái chakra mới thật sự trở thành một Osotsuki hàng đầu. Phong thái nói chuyện đúng kiểu đấng bề trên, Momo tự cao là có lý do bởi từ trước tới nay chưa có hành tinh nào Osotsuki đi qua mà có thể chống lại họ như hành tinh trái đất. Hắn cũng sở hữu vốn kiến thức sâu rộng về dòng tộc của mình, biết đến sự tồn tại của vị thần Shibai và cách để biến hóa từ Osotsuki thành thần vượt ngoài sinh lão bệnh tử. Tất nhiên, về năng lực, cơ bản, Momoshiki ăn đứt Kaguya không trái chakra. Kinshiki mạnh mẽ thế nào cũng phải thừa nhận ở dưới chân của đề đốc. Khi hấp thụ tên thuộc hạ, hắn tiến vào trạng thái cuồng sát nhân nhiều lần sức mạnh, hóa luôn dạng khổng lồ, solo trực diện với cửu vĩ bọc Susanoo. Tất nhiên, vẫn ăn hành đấy thôi. Hai con mắt ở bàn tay cho phép hắn hút nhẫn thuật và phóng đại với cường độ cao. Ngoài ra, Momo còn nhìn trước được tương lai của người khác. Tuy nhiên, hắn lại không thể tự tiên đoán số phận của mình, nên tên này đã bay màu dưới tay một thằng nhóc sử dụng Rasengan nạp cha con. Hamura. Là em trai song sinh của lục đạo hiền nhân, Hamura sở hữu một nửa sức mạnh từ mẹ mình Kaguya. Từ nhỏ ông đã thức tỉnh được Byakugan nhưng cấp độ thấp hơn mẹ thỏ. Hamura tính ôn hòa và không suy nghĩ nhiều như Hagoromo. Trong khi anh trai rất quyết đoán, đa nghi với âm mưu bí ẩn của mẹ thỏ, Hamura lo sợ bà ấy trách mắng nếu biết hai anh em lén lút theo dõi. Vì vậy, chỉ đến khi họ biết được sự thật về thần thụ, Hamura mới quyết định cùng anh trai lập kế hoạch xuống tay với mẫu thần. Hamura được giao cho vai trò câu kéo đánh lạc hướng, tạo thời cơ giúp Hagoromo học tiên pháp ở núi Cóc Diệu Mộc Sơn. Họ đã thành công phong ấn Kaguya với nhẫn thuật Chibaku Tensei chứ danh. Thuật này mạnh đến nỗi nhốt mẹ thỏ vào khối cầu khổng lồ mà chúng ta gọi nó là mặt trắng. Người em trai lục đạo chấp nhận vai trò canh giữ, tránh trường hợp phong ấn bị phá vỡ. Ông tự tạo lập thế giới nhẫn giả của riêng mình trên mặt trăng. Hiển nhiên rồi, Hamura là người đầu tiên thức tỉnh Tenseigan thiên sinh nhãn chứ danh, đôi mắt được so sánh với Rinnegan của lục đạo tiên nhân. Ichiki. Osotsuki luôn đi theo cặp để nuôi trồng thần thụ. Điều kiện giúp cho thần thụ cắm rễ xuống đất là nó phải hấp thụ một thành viên Osotsuki như vật hiến tế. Ban đầu Kaguya được lựa chọn do vai vế thấp kém. Ai ngờ mẹ thỏ đã lừa Ichiki một vô số khiến hắn trở thành vật thế thân. Vậy là suốt 1.000 năm phải sống vật vờ dưới dạng ký sinh cơ thể người khác, chờ ngày được tái sinh bằng ấn Kama của hắn. Nghìn năm ở địa cầu giúp Ichiki tạo lập một kế hoạch vô cùng chỉn chu. Ngoài ra hắn cũng có thời gian quan sát cách mà thế giới nhẫn giả hoạt động, nhờ đó dễ dàng nắm bắt các loại nhẫn thuật và counter lại chúng. Điều này là một lợi thế lớn khi so sánh với Momoshiki, kẻ sở hữu sức mạnh to lớn nhưng lại mù tịt về ninja. Momo nói chung hơi non so với kinh nghiệm chiến đấu của Ichiki, bởi vì không có được cơ thể hoàn chỉnh mà Ichiki buộc phải tạm thời dùng Jigen để tái sinh trong thời gian ngắn. Dẫu vậy cũng đủ bón hành cho cặp đôi huyền thoại Naruto và Sasuke. Hắn sút phát gãy luôn Susanoo, còn với nang áo con mắt pháp luân nhãn quá ao trình khiến anh Bảy gần như bị vô hiệu hóa. Chỉ đến khi Bảy trọ lên dạng Baryon đốt cháy sinh mạng thì mới cân được kéo khó. Nhưng cuối cùng Ichiki phải chết trong tay thằng con nuôi Kawaki mới đau. Osotsuki toàn bay màu theo cách không thể nhục nhã hơn. Hagoromo. Hagoromo trước khi đánh bại mẹ thỏ, ông đã rất mạnh rồi, cùng với Hamura đánh nhau Kaguya liên tục 3 tháng trời không ngừng nghỉ. Sau khi mẹ mình không còn là mối nguy, Hagoromo quyết định hấp thụ thần thụ, trở thành Jinchuriki thập vĩ, thức tỉnh luôn Rinnegan huyền thoại. Từ đó được gọi với danh xưng lục đạo hiền nhân, người đã khai sinh ra thế giới nhẫn giả nghìn năm văn hiến. Mặc dù là đời F1, nhưng trong bảng xếp hạng các Osotsuki, Hagoromo xứng đáng với vị trí top 3, thậm chí là cao hơn. Thứ duy nhất ông thiếu so với mẹ mình là con mắt Rinne Sharingan dùng để thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu.
Tất cả nhẫn thuật, đồng thuật từng xuất hiện trong thế giới nhẫn giả đều có nguồn gốc từ lục đạo tiên nhân. Ông đã góp công lớn truyền bá nhẫn đạo và nhẫn tông đến toàn thể nhân loại. Thử nghĩ đi, Naruto và Sasuke hay các đời Indra, Asura hợp lại mới so sánh được với sức mạnh nguyên thủy của Hagoromo. Chính ông đã trao cho NASA hai nửa sức mạnh âm dương tiên lực đề phòng ấn mẹ mình một lần nữa, xứng đáng chỉ xếp sau Kaguya trong manga Naruto Shippuden. Kaguya. Nữ thần thỏ là phản diện chùm cuối phần Naruto Shippuden. Dù có nhiều người cho rằng Madara xứng đáng hơn, nhưng không thể phủ nhận Kaguya ở một đẳng cấp khác hẳn. Lần đầu diện kiến tổ mẫu, Sasuke nói rằng bà ta còn đáng sợ hơn cả Uchiha hahaha. Lượng chakra gần như vô tận và một phong thái mẫu nghi thiên hạ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Kaguya là đã ăn trái cấm chakra, trở thành người đầu tiên sở hữu nguồn năng lượng bí ẩn, ban cho bà ấy sức mạnh tương đương với một vị thần trong truyền thuyết. Chakra bà ấy khủng đến độ có thể triệu hồi số lượng người nhất định đến vùng không gian rộng lớn. Có tới 5 loại địa hình thay phiên, trong khi đó Kamui của Obito và Kakashi khó khăn lắm mới tạo ra được lỗ dịch chuyển bé tí. Để mô tả sức mạnh của bà, anh em lục đạo phải kết hợp chiến đấu ròng rã trong 3 tháng trời. Kaguya không thể bị giết, chỉ có thể phong ấn để kìm hãm sức mạnh. Theo anh em, bác Kishimoto có cho mẹ thỏ một lần nữa tái xuất ở Boruto hay không? Chứ đối đầu cái tên top 1 dưới đây mà không có một người mạnh mẽ như mẫu thân, quả thực no hope cho Bowser quá đi. Shibai. Đây rồi, chưa hề xuất hiện, chỉ nghe đến tên và danh thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Otsutsuki Shibai đã tiến hóa từ một Otsutsuki bình thường trở thành Otsutsuki bình dương. Qua nhiều lần ăn trái chakra và tái sinh bằng Kama, Shibai vượt qua giới hạn luân hồi. Thể xác đối với hắn không còn quan trọng nữa, thay vào đó linh hồn sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Shibai vứt bỏ thân xác phàm tục, đưa linh hồn đến một vùng đất linh thiêng dành riêng cho những vị thần. Bằng cách nào đó, Amado có được mã gen của Shibai. Sức mạnh chị em Ada Demon là một phần nhỏ mà ngài tiến sĩ có thể copy được. Hiện tại, Shibai được coi là chùm cuối của manga Boruto to Blue Vortex, một phản diện quyền năng, sở hữu thần thuật. Tầm này chơi mồm chứ không cần kết ấn làm méo gì nữa. Thần mà, cua tay một phát bão táp mưa xa, hô to phát nữa sấm chớp rền vang. Thời đại trước, Kaguya còn không thể bị giết. Thử hỏi một tên boss mang đẳng cấp gấp mấy lần mẹ thỏ, thần vũ trụ cai quản các hành tinh thì lấy đâu ra cơ sở tiêu diệt hắn? Tôi rất muốn coi cách mà tác giả thuyết phục chúng ta làm thế nào một kẻ phàm nhân như Boruto lại có thể diệt thần. Biết là nó ảo rồi đấy, quan trọng là làm cho nó hợp lý hóa. Ok, trên đây là video xếp hạng sức mạnh các Otsutsuki từng xuất hiện. Anh em muốn mình làm tiếp về chủ đề gì? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Như thường lệ, chúng ta cùng chào đón 3 bạn may mắn lên sóng số hôm nay. Đầu tiên là bạn Panda 38696. Boruto chính là hiện thân của Sasuke ngày xưa, ngầu thiệt sự. Được cái vẫn giữ hỏa chí thì vẫn đáng xem, chứ toàn là bóng tối không thì hơi căng. Bạn HNPQ. Shikamaru qua Boruto bị mất chất vãi ò, hết vẻ điềm tĩnh và quyết đoán như xưa, thấy cứ chần chừ và hay nóng giận. Nói đúng lại còn nói to, thêm cả phần style thời trang bỏ nửa áo vào quần, đúng kiểu Hokage làng hip hop luôn. Và cuối cùng là bình luận của bạn Lily. Hey, phần 1 xem Sarada thích bao nhiêu thì qua phần này nhìn không khác gái ngành, chán. Nào, mình không nên thẳng thắn như thế. Thôi thì tác giả chọn gu ăn mặc hiện đại cũng phải tập dần cho quen, chứ đâu có thay ông ấy múa bút được. Video đến đây là kết thúc. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!